Chào các bạn. Hôm nay shop máy tính Phạm Dũng giới thiệu cho các bạn một cái bộ loa Bluetooth của hãng Crow các bạn nhé. Đấy. Thì cái bộ loa này mình đánh giá là nghe rất là hay. Đấy, hôm nay sẽ review cho các bạn xem. Đấy, thiết kế thì khá là chắc chắn luôn. Vỏ cứng cáp này. Đấy, ở đây có một loa bass nhé. Còn cái này là loa check có đèn luôn này. Đằng này có đèn này. Đấy. Còn bên cạnh thì chúng ta sẽ có cái một bảng như thế này. Cái này có cắm điện được 220 này. Điện 12V ở đây. Đấy, điện 12V thì chúng ta có thể sử dụng ắc quy hoặc là những cái thiết bị phát 12V cũng được. Công tắc này. Đấy, cắm được thẻ micro này, USB này. Có âm thanh cắm ra này. Đấy. Có thể cắm được ra nhé, chỉnh volume, check bass đầy đủ hết nhé, kết nối Bluetooth luôn. Đấy. Rồi bây giờ mình sẽ test thử cho các bạn xem này, xem là cái loa là như thế nào nhé. À đây, phụ kiện đi kèm thì chúng ta có cả điều khiển nhé, có điều khiển rất là đẹp này. Đấy. Rồi có các dây nguồn điện 12V, đây dây để cắm 12V này. Dây nguồn cắm điện 220. Đấy. Ok, bây giờ mình sẽ cắm điện trước này. Các bạn cần tư vấn đặt mua hàng thì hãy xem liên hệ với lại shop máy tính Phạm Dũng, số điện thoại 0975 73045 nhé. Đấy, mình sẽ cắm điện vào. Đấy. Cái này thì chúng ta có thể kết nối thông qua Bluetooth. Rất là tiện. Bây giờ mình sẽ kết nối ở trên điện thoại nhé. Loa này chúng ta có thể sử dụng cho iPad, điện thoại rồi máy tính. Cứ miễn là có phần Bluetooth hoặc có thể cắm qua dây đều được hết. Đây mình vào Bluetooth này. Bật lên nhé. Đấy. Ở đây có rất nhiều. Cái Bluetooth là cái LD này. LD081 này. Đấy. Nghe loa cực kỳ là to luôn. Đây, mình sẽ mở thử cho các bạn xem này. Vì lý do bản quyền cho nên mình chỉ mở trong cái thư viện YouTube thôi. Tăng giảm âm lượng lên. Nghe loa thì rất là to, có thể điều chỉnh được âm lượng, chỉnh âm bass, âm check, ok hết. Đấy. Ngoài ra thì chúng ta có thể cắm jack cũng được nhé, không có Bluetooth thì chúng ta có thể cắm jack. Rồi bây giờ mình sẽ sử dụng cái điện 12V để thử luôn cho các bạn xem nhé. Rồi mình sẽ rút cái điện lưới này ra và sử dụng cái điện 12V. Đây nha, mình sẽ sử dụng một cái bình ắc quy 12V như thế này. Đấy, công tắc này. Điện 12V nhé. Mình sẽ kết nối điện vào này.
Đấy, một rắc thì chúng ta sẽ cắm vào cái cổng USB đằng sau, cổng nguồn đằng sau. Đó. Bây giờ mình sẽ thử luôn. Đấy, như vậy nó đã báo kết nối Bluetooth rồi. Mình mở lại. Rồi, ok. Như vậy mình đã thử cả điện lưới lẫn điện 12V thì chạy rất là ổn định. Loa nghe rất là to và chắc tiếng nhá. Đấy, các bạn quan tâm về sản phẩm này thì có thể liên hệ với shop máy tính Phạm Dũng, số điện thoại 0975 723 045. Đấy. Link mua hàng thì mình có thể để ở dưới phần mô tả của video. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở video lần sau.